Vô vua. Vô vua. Thôi đi. Ủa anh sao vậy anh Giang? Tôi cũng thích những người hạnh phúc. Giang à, Khả Như nó đã trống vắng từ rất lâu. Anh Giang, em cũng ở không? Anh có muốn em không? Thà anh để cho kiến bu. Ok. Anh tốt giới thiệu em nha. Okay, xin lỗi. Đại Nghĩa rất vui khi gặp lại quý vị khán giả hàng tuần vào tối thứ Bảy lúc 19h30 trên HTV7 với chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Cảm ơn chuyên gia selfie Oppo Camera Phone đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Thưa quý vị, đây là một sân chơi dành cho những ai yêu âm nhạc. Bạn hát hay càng tốt, bạn hát dở cũng không sao. Chủ yếu là mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Và hai nhân vật luôn luôn gây tiếng cười mang lại hiệu ứng vô cùng đặc biệt cho chương trình của chúng ta. Không ai khác hơn đó chính là hai chủ nhà đã quá quen thuộc của chương trình. Hãy cùng chào đón Trấn Thành. Và Trường Giang. Hôm nay có vẻ như anh vui hơn mọi ngày hả anh Nghĩa? Là bởi vì anh cảm giác rằng tinh thần mình hưng phấn, vui vẻ yêu đời. Phải có chuyện gì á? Có một lý do là anh vui là cái nói dạo này anh rất là siêng tập gym. Anh Nghĩa. Trời ơi, bây giờ là anh rất là thông gọn. Không tin hả? Không tin hả? Đây. Ai, cái gì vậy? Cho coi 6 muối. Đừng có cho người ta thấy cái sự thật nó phủ phàng lắm Giang nha. Bỏ đi. Người ta đã cố che rồi thì có những cái không che được như nọng nè, thấy được liền nè. Nọng đâu? Nọng đâu? Where is nọng? Kìa 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 kìa. Kìa 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 kìa. Đó. Thôi đi. Có hai đứa em thôi à mà cứ làm nhục anh hoài. Anh là tươi nhất, anh là trẻ nhất chương trình luôn á. Anh mới đáp cái mặt anh đó. Tại vì trong chương trình này anh không phải là người trẻ nhất. Có đâu, trẻ không cho tâm hồn anh á. Chính xác. Em nói xong em ngượng miệng á. Đừng có ngượng, cái nọng lòi đây nè. Lẽ ra là anh muốn nói chuyện với hai em nhiều hơn nữa, nhưng mà càng đứng đây mình càng vạch mặt nhau đúng không? Tốt nhất bây giờ mời hai em về vị trí của mình. Đi nào. Hai khách mời trong ban bình luận của hai gia đình hôm nay sẽ là ai? Họ là những gương mặt rất là quen thuộc với quý vị khán giả. Họ là những người cũng luôn mang niềm vui, mang tiếng cười đến cho tất cả mọi người. Hãy chào đón Huỳnh Lập. Và Khả Như. Anh làm gì vậy? Dạ. Làm gì vậy? Hoa hậu thân thiện. Trời ơi. Ủa anh sao vậy? Dạo này em là hình tượng ngọc nữ mà. Trời ơi, ngọc nữ gì mà đen thui nguyên con vậy chị? Cái kêu là ác nữ đó em. Ủa anh ơi, ngọc nữ được mặc đồ này mà sao vậy anh Thành? Em ơi, cái bộ đồ này của em anh cảm giác như là đi ngang qua ghẹo ai nắm áo nó kéo xuống vậy đó. Áo hưởng. Tội nghiệp con bé quá à. Chủ nợ xé đồ em hả? Thật sự là em có vấn đề khó khăn đó, nên bây giờ em đến chương trình này, em hy vọng là một trong hai anh có giúp em có tiền em về em trang trải. Cái vấn đề là có anh nào muốn chọn em về đội nhà mình không đây nè? Em sợ. Ủa có trường hợp không chọn luôn hả? Không có, nhiều khi có cái huông á, cái huông mắc nợ đấy. Chi về cái độ đó là cái độ đó mắc nợ luôn đó. Là kỳ luôn. Cái đó thì không sao đâu, cái đó mình giải quyết được. Nhưng mà quan trọng là hôm nay á, thấy Khả Như á, mình đi làm chung, mình diễn chung thấy Như là men lắm, đàn ông lắm. Nhưng mà hôm nay là rất là nữ tính. Vậy là bữa nay giả gái thành công rồi. Thiệt, hôm nay là mặc váy rồi trang điểm làm tóc rất là nữ tính, nhưng mà cái này nó không hợp với em. Thiệt. Thấy cũng được mà tội nghiệp nhỏ. Đúng rồi, cũng đẹp đúng không anh Thành? Không đẹp đâu, nhưng mà ý là anh Thành. Ok. Sao em? Anh giới thiệu lẹ đi cho em chủ ngồi coi. Bữa nay tại sao thằng Lập nó nhỏ xíu vậy mà lấy cái áo anh Nghĩa bận vậy? Không, cái này áo kể vai anh, thực ra nó phải là như vậy. Ủa, em cũng muốn hờ hững giống Khả Như nữa hả? Em có cái gì đó khoe à? Em có hộp nè anh. Trời ơi, làm như hộp xoàn vậy đó. Nè, hộp xoàn lấp la lấp lánh hãy khoe nghe em đinh tán để bèo em ơn. Bây giờ nè, hai bạn ở dưới có muốn mời ai về nhà mình không? Em thì em cũng không biết nữa, tại ai cũng là em trong nghề rồi, ai cũng dễ thương, ai cũng lanh lợi hết trơn. Em cứ thành là có ý là tại vì đất là anh em làm việc chung nhau nhiều, mình đổi hai khách mời khác được không? Đúng không? Để mình dễ chọn chứ. Ai lo biết không? Tại vì tại bình thường là có Trấn Thành, là có Trường Giang, bây giờ thêm Huỳnh Lập, Khả Như, một lát không biết ca sĩ là ai nữa. Chương trình là đi tìm khoảng lặng. Không, anh nghĩ là bây giờ Khả Như đang chọn hình tượng ngọc nữ. Dạ. Chắc lát Như nó chỉ ngồi và cười thôi chứ không nói một câu nào đâu. Đúng không rồi. Như? Em chỉ đang nói mà. Đó, em đang nói đó nha. Cười thôi. Thôi để em nói cho. Mình Lập nói thôi đủ mệt rồi, nói có cưng. Hay là bây giờ em với chị thành lập một cái nhóm thứ ba đi. Đúng rồi, mình ở đâu đây nè. Hai đứa ra ngoài cửa chơi, hai đứa ra ngoài cửa chơi nha. Ừ. Nhà người ta ở đây ba mùa rồi, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi, tự nhiên hai đứa đâu sấn sổ vô rồi mở nhà ở đây vậy? Chứ giờ sao giờ về hai đội cũng không được. Không Lập ơi, bây giờ em làm một cái đội riêng cũng không được. Em phải tự tin. Người ta từ chối Khả Như thôi chứ chưa chắc gì từ chối em, hiểu không? Bây giờ một trong hai đứa phải về đội của em. Chút này cho Như cho miếng nhạc rùng rợn nha. Này giống như bắt dông về vậy trời. Lập hiện tại đang theo phong cách thể thao và bóng đá, cột tóc rồi kiểu vậy đó. Ủa, cột tóc này là bóng đá hả anh? Ủa không biết hả? Chứ em đem phong cách này em nghĩ là phong cách gì? Dạ pháp sư. Thật ra đó thì em nghĩ về nếu mình luận về phong cách thời trang, hôm nay thì Trường Giang với Huỳnh Lập có vẻ trẻ trung hiện đại, còn em với Khả Như thì có vẻ là hơi quý tộc cao sang quyền quý một tí. Người ta mới nói em quý tộc đó Như, em phải cao sang một tí. Mới nói sang xong cái nó đẩy xuống sàn luôn. Em tém lại rồi. Nói chung là không có cần phải dùng gì cầu kỳ đâu, em nghĩ rằng là lùng về với lùng là hợp lý nhất. Vậy là em chọn về đội Trường Giang nè. Ý nói Trường Giang lùng đó hả? Hỡi thế gian lùng là gì? Lùng là không cao đó nha. Đúng vậy. Mời Huỳnh Lập về với Trường Giang. Còn em về với anh Thành hả? Mời em. Thường theo phong thủy đó Như, em phải ngồi bên đây Như ơi. Ừ, chỗ đó của ca sĩ em. Ủa, em hát cũng được, em nhảy cũng được mà. Và người ta mời em tới đây để nói chứ không phải mời em tới đây để hát. Không phải chị, cái vấn đề là cái khả năng mình làm gì thì người ta biết rồi. Vấn đề đây là biết điều thôi. À rồi, ok, chị biết điều rồi. Chào mọi người. Hello mọi người. Chào chồng đi em. Vô vua. Vô vua. Thôi đi. Ủa anh sao vậy anh Giang? Tôi cũng thích những người hạnh phúc. Giang à, Khả Như nó đã trống vắng từ rất lâu. Anh Giang, em cũng ở không? Anh có muốn em không? Thà anh để cho kiến bù. Ok. Anh bớt giới thiệu em nha. Okay, xin lỗi. Đây là lần thứ hai Hari quay lại với Giọng Ải Giọng Ai đúng không? Dạ đúng rồi. Lần trước thì em đội Trường Giang. Dạ. Lần này em có nghĩ rằng em muốn thay đổi phong thủy không? Em sẽ nhường cho Tú trước. Đây là lần thứ hai Tú cũng trở lại với chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Dạ đúng rồi. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với anh Xìn. Lần đó thắng hay thua em? Em thắng giòn giã. Thắng giòn giã. Tú cho càng ngày em càng duyên nghe Tú. Em biết Diệu Nhi không? Dạ em biết. Bây giờ này nghe nói là anh Tú chơi thân với Tiến Luật đó. Thành ra là nhiều khi em cũng rối đầu, rối tóc này kia, bù đầu, bù cổ phải không em? Dạ thật ra em cũng không biết nghe cái tên hai người đó là ai ạ. Người đó là ai ạ? Là ai ạ? Cũng ngồi với đội của Thành đó. Diệu Nhi là do em nó cãi anh, em hiểu không? Anh nó biết nó là bồ của ai mà nó hư thiệt hư, nó không nghe lời ai. Biết nhỏ. Thì cũng cần phải coi là cái phong thủy của cái mùa này nó như thế nào nha. Vì khi mùa trước bên đây là người ta may mắn đúng không? Em suy nghĩ lại đi. Em muốn về đội anh Thành hay anh Giang nào? Dạ, em về với đội anh Giang. Bé dễ dụ mới nói con cái đổi kèo liền. Vậy thì Hari về dông xã của em nha. Dông vô. Trời ơi ghê quá. có vẻ như là có một người rất là đau lòng. Đúng. Tự nhiên cái tôi ngồi như quá phụ vậy đó, trời ơi em cái gì nữa. Cái trang phục này nó nói lên cái tính chất của chị rồi. Bây giờ em là một sự thừa thải. Đừng có nói như vậy. Dạ. Mình coi như một gia đình đi, dạ, không sao dạ. đâu. Tụi anh là coi như là coi em như là phụ huynh trong gia đình vậy đó. Em là bà thím bà dì trong gia đình nha, không sao đâu. Ủa Lập ủa làm gì tự nhiên em với Giang đứng lên? Không phải không, tại vì cái này em thể hiện cái sự hả hê của em á anh. Như ơi, anh tiếc thương số phận phụ nữ của em. Kệ em đi anh Giang, đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình phải coi Khả Như như người nhà. Buông tay nhau ra. Trời ơi, bây giờ chị giống như là sống chung với mẹ chồng á. Bây giờ tôi sẽ đóng vai mẹ chồng ở đây. Vậy thôi em sẽ đặt tên một cái bộ phim khác là Sống Chung Với Mẹ Khùng. Mẹ... Anh Nghĩa. Anh nói thiệt, cái mẹ chồng người ta cũng không làm cái thái độ đó luôn á. Vợ chồng tao có cưới hỏi đàng hoàng, tao nắm tay là chuyện bình thường, mắc gì em la. Ủa nhưng mà đang chơi, bây giờ ba người này nắm tay vậy em cô đơn em buồn tuổi. Bà nắm chân tôi đi. Mệt ghê vậy đó.